Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hành thông. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2021 sẽ gặp được nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2021 của tuổi Dần. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi Dần chi tiết nhất về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dần. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Dần âm lịch về phương diện sự nghiệp. Tử vi thấy rằng sự nghiệp của người tuổi Dần có những bước tiến vượt bậc trong tháng 3 âm lịch này. Mọi kế hoạch bạn đề ra đều đang tiến triển một cách rất thuận lợi. Nhờ có quý nhân tam hội, bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ và tạo điều kiện để bạn có thể đạt được những thành tích rực rỡ hơn. Tháng này, bản mệnh còn luôn giữ được sự tỉnh táo khi bắt tay vào công việc, cho dù có bận rộn đến mấy. Bạn nhanh chóng khẳng định được điểm mạnh của mình, gây ấn tượng với cấp trên và mọi người xung quanh. Hãy nhận biết đâu là cơ hội mình cần phải nắm chắc và cố gắng hết sức mình, bạn sẽ đạt được điều mình mong ước suốt bấy lâu. Hai cát tinh nguyện mã và thiên vu cũng đem đến cơ hội thăng chức, tăng lương cho bạn. Có thể bạn sẽ phải di chuyển nhiều một chút, phải tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ, nhưng đừng quá lo lắng nhé, khả năng của bạn hoàn toàn có thể giúp bạn chinh phục được đỉnh cao. Với những người đang theo đuổi con đường học hành, nghiên cứu, bạn cũng tìm được nhiều cơ hội để thể hiện vốn hiểu biết của mình, chinh phục được thầy cô, giám khảo, bạn bè, trở thành tấm gương trong tập thể. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy người tuổi Dần có thể trở nên tự mãn vì những gì mà mình đã làm được. Thái độ kiêu căng khiến bạn không muốn nghe theo lời khuyên nhủ của người khác, đôi lúc không nhìn nhận rõ được mọi mặt của vấn đề và đưa ra những quyết định nhầm lẫn. Cách ứng xử thiếu đúng đắn trong nhiều trường hợp cũng khiến bạn trở thành cái gai trong mắt của một số người. Bạn cần phải chú ý trong hành động và nói năng nhiều hơn, chớ nên gây thù chuốc oán với mọi người xung quanh. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Dần âm lịch về phương diện tài lộc. Theo tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Dần âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Dần phát triển theo chiều hướng thuận lợi, dù không phải là các cơ hội kiếm tiền sẽ dâng tới tận cửa cho bạn. Có thể bản mệnh sẽ phải làm việc khá vất vả và tích cực đấy, nhưng số tiền mà bạn kiếm được ắt hẳn sẽ khiến bạn quên hết những điều mà mình đã phải trải qua. Tam hội cho thấy tháng 3 này là thời điểm thuận lợi để bạn mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Quý nhân xuất hiện còn hướng bạn tới những mục tiêu phù hợp với năng lực của bản thân mình. Vì vậy, bạn hãy tự tin nắm bắt, đừng có chần chừ do dự quá lâu, để lỡ mất thời cơ ngàn năm có một. Dịch mã khuyên bạn càng chủ động, năng động và không ngại khó khăn, vất vả bao nhiêu, bạn lại càng được hưởng thu hoạch dồi dào bấy nhiêu. Bạn có thể mạnh dạn đi theo những kế hoạch mà bản thân mình tự vạch ra, dù bước đầu có phải bôn ba hay không được thuận lợi như ý muốn thì sau khi mọi việc vào guồng, bạn sẽ bắt đầu nhận được trái ngọt. Với người làm công ăn lương, thu nhập của bạn cũng tăng lên theo những thành tích mà bạn đạt được trong sự nghiệp. Một số người có cơ hội được cất nhắc thăng chức, tăng lương, giúp cải thiện cuộc sống từ nay về sau. Nếu đạt được những thành tích đáng kể, đưa ra những ý kiến sáng tạo giúp tập thể phát triển, bạn cũng sẽ được thưởng nóng tương xứng. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Dần âm lịch về phương diện tình duyên. Đường tình duyên của tuổi Dần phát triển khá khả quan nhờ có sự giúp đỡ của tam hội. Bạn được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Vì thế, nếu còn độc thân, hãy cố gắng mở lòng mình và bước qua khỏi những nỗi lo lắng, sợ hãi vu vơ. Hãy thử thả lòng bản thân để có thể cảm nhận được tình cảm chân thành mà người khác dành cho mình. Những thành công trong sự nghiệp, trong kinh doanh, làm ăn buôn bán cũng khiến hình tượng của bạn trở nên hấp dẫn hơn hẳn trong mắt mọi người xung quanh. Những người độc thân có thể nhân cơ hội này để tìm được người như ý. Tuy nhiên, bạn cũng phải tinh tế để nhận ra ai là người thực lòng với mình, ai chỉ đến với mình vì bị danh lợi hấp dẫn. Đào hoa vượng lại không phải là điều tốt đẹp đối với những người đã lập gia đình. Bạn phải luôn tự nhắc nhở bản thân giữ khoảng cách với người khác, chớ nên buông thả, chiều chuộng lòng ham vui của mình. Bạn chỉ cần buông xuôi theo người khác một chút thôi là đã có thể gây ra những chuyện gây hối tiếc sau này. Đừng để những người thân yêu nhất với mình phải chịu tổn thương nhé.
Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Dần âm lịch về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi Dần khá ổn định trong suốt tháng 3 âm lịch này. Có thể những tín hiệu đáng mừng trong tình duyên và sự nghiệp đã tiếp thêm sức mạnh cho bạn, khiến bạn luôn cảm thấy ngập tràn khí thế và sẵn sàng thử thách bản thân. Tuy nhiên, bạn cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà quên đi mất rằng cơ thể mình cần phải nghỉ ngơi đầy đủ. Hãy ăn uống hợp lý và sinh hoạt điều độ, bạn mới có sức lực để bắt tay vào làm mọi việc mà mình muốn. Tháng này, bạn cần cẩn thận trong quá trình tham gia giao thông, đặc biệt không nên điều khiển phương tiện khi cảm thấy đang mệt mỏi. Hãy chấp hành nghiêm túc các quy định giao thông để tránh những sự cố không mong muốn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dần trong tháng 3 âm lịch 2021. 1. Canh Dần, thuộc mệnh Mộc, nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu. Khẩu quyết: hăng hái, nhiệt tình trong công việc, dễ đạt được thành tích cao. Quý nhân: Ngọ, Tuất. Tiểu nhân: Thân, Tỵ. Màu sắc may mắn: màu xanh lá cây, màu nâu. 2. Nhâm Dần, thuộc mệnh Kim, nam Vân Hán, nữ La Hầu. Khẩu quyết: quan hệ xã giao thuận lợi, được nhiều người yêu mến giúp đỡ. Quý nhân: Thân, Mão. Tiểu nhân: Tỵ, Hợi. Màu sắc may mắn: trắng, đen. 3. Giáp Dần, thuộc mệnh Thủy, nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức. Khẩu quyết: giữ khoảng cách với người khác, quan tâm đến nửa kia. Quý nhân: Thìn, Ngọ. Tiểu nhân: Thân, Hợi. Màu sắc may mắn: xanh nước biển, xanh rêu. 4. Bính Dần, thuộc mệnh Hỏa, nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu. Khẩu quyết: người độc thân nên mở lòng mình, cho người khác cơ hội làm thân. Quý nhân: Thân, Tuất. Tiểu nhân: Tỵ, Dậu. Màu sắc may mắn: đen, xanh da trời. 5. Mậu Dần, thuộc mệnh Thổ, nam Vân Hán, nữ La Hầu. Khẩu quyết: tài lộc có bước tăng tiến rõ ràng, tuy nhiên phải chấp nhận vất vả. Quý nhân: Mão, Ngọ. Tiểu nhân: Dần, Tỵ. Màu sắc may mắn: trắng, xanh lam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới.